Gia đình con lại chuẩn bị đưa bà ngoại ra ngoài đi ăn trưa và đi dạo phố đây ạ. Đây là thời trang dạo phố của bà ngoại con đây. Giống như là đi một bữa tiệc nha cả nhà ơi. Đó. Devan đang ngủ. Bây giờ đưa bà ngoại đi ăn trưa và dạo phố ạ. Từ ngày có con, cả nhà cứ rộn ràng, néo nhiệt và bận rộn cả lên. Mỗi lần đi ra ngoài là cả quân đoàn và đồ đạc lỉnh kỉnh như thế này đây ạ. Nhưng ba vẫn cố gắng đưa cả nhà ra ngoài 2 lần một tuần để mẹ bỉm không buồn chán khi ở nhà quá nhiều và cho con thích nghi với không khí tự nhiên nhất có thể ạ. Hôm bữa em có đăng video nói ban ngày thì có bảo mẫu chăm con, ban đêm thì ba chăm con hoàn toàn, mẹ bế con chưa được 1 tiếng. Thì nhiều người nói mẹ không yêu con, không thương con và nói em được voi đòi hai bà Trưng này nọ. Nhưng mà theo em nghĩ thì mẹ nào cũng yêu con, cũng thương con hết. Huống hồ là em hiếm muộn, mong mãi mới có con, cho nên em yêu và thương con hơn ai hết chứ ạ. Nhưng mà phụ nữ sau sanh ít nhiều cũng thay đổi cả về thể chất và tâm sinh lý. Thời gian này thì ba hạn chế công việc để chăm sóc cả mẹ và bé một cách tốt nhất có thể để mẹ được nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe tốt nhất. Và tại sao nhiều người lại cứ mặc định là chỉ có một mình mẹ là người phải chăm con? Vậy ba không được chăm con ạ? Và ba cũng không phải chăm con ạ? Nếu mẹ không chăm con nhiều thì nói là mẹ không thương con. Nhưng mà nếu mà ba không chăm con nhiều thì mọi người lại không nghĩ như vậy ạ. Em thấy nhiều người phụ nữ chăm con rất là vất vả đến trầm cảm luôn, thì lúc đó mọi người lại quay sang trách người chồng. Em thì may mắn có chồng tâm lý và cũng có một chút xíu điều kiện, cho nên chăm con rất là khéo luôn. Chồng chăm con khéo thì chồng sẽ chăm nhiều hơn và có bảo mẫu hỗ trợ nữa. Và trẻ sơ sinh thì chỉ ăn và ngủ là chủ yếu, nên lúc nào mà bé thức thì mẹ cho bé bú và chơi với bé thêm một chút xíu. Trước khi ra ngoài thì mẹ bỉm không quên bôi kem chống nắng. Ở độ tuổi nào, loại da nào thì cũng cần bôi kem chống nắng để bảo vệ da trước tia UV và thậm chí phòng ngừa ung thư da. Đây là kem chống nắng hữu cơ thuần chay 100% bên em, dành cho cả trẻ em, mẹ bầu và cho con bú nhé. Chiết xuất từ nha đam, hoa cúc tinh khiết, dầu dừa, trà xanh, dầu hạnh nhân, mật ong và các loại vitamin A, C, E chống nắng 50+. Bật tông tự nhiên như một lớp nền trang điểm rất là đẹp luôn ạ. Chống lão hóa, đẩy lùi nếp nhăn chảy xệ, các vết đốm nâu, thâm sạm nám, mang lại làn da trắng sáng hồng hào rạng rỡ, cải thiện cấu trúc da, kích thích sản sinh tế bào mới và tăng sinh collagen cho da, ức chế melanin gây ra sạm nám tàn nhang cho làn da đều màu rạng rỡ và càng xài da càng trắng sáng hồng hào đẹp lắm các chị ơi.